Ê, đồ bẩn thỉu nhà quê này, tự dưng nhìn thấy mất cả hứng. Trời ơi, sao đầu con lại bẩn thế này? Ôi, được rồi, để bố đi may cho con bộ quần áo thật đẹp nhá. Cái chú nhá, đừng có trách. Loa 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 loa, sắp tới sẽ có hội chợ xuân cho các bé thiếu nhi. Các bậc phụ huynh hãy làm những đồ thật đẹp để cho con đi chơi nhé. Loa 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 loa. Ui, có hội chợ xuân à? Mình phải may cho con gái một bộ thật đẹp để con gái mình đi hội chợ xuân. Đi thôi. Cô Hương, bán cho mình vải đi. Này. Đây. Khoan không? 2 đồng. Đây, đấy. Thế nhá. Cái gì? Thôi nhá. Này á? Ừ. Ô. Hercules and his gift, Spider-Man's control, and Batman with his
gì cho khách. Cái cô kia, sao cô làm thế với nó? Ôi dồi ôi, cái báo này á, phải ai lại đọc nữa. Thôi, cầm về đấy mà đun bếp đi. Con có làm sao không? Cô sẽ đi may cho con bộ váy thật đẹp. Giờ mình cũng đi bàn án nhé. Con gái ngài đã được hoàng tử chọn làm vợ rồi đấy ạ. Thế tốt quá. Đi thôi con. Bỏ tay ra đi. Cô còn dám nhìn mặt bố con tôi à? Từ bây giờ đừng về nhà tôi nữa. Đi thôi con.